Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Thưa quý vị, ông Jasmun Andrejak, cựu tổng tham mưu trưởng Ba Lan cho biết, Ba Lan và các đồng minh sẽ ngay lập tức tiến hành một cuộc tấn công tầm xa vào thành phố Saint Petersburg nếu Nga tấn công bất kỳ quốc gia nào ở biên giới NATO. Phát biểu tại hội nghị Defending Baltic ở Vilnius, Latvia trong tuần, ông Andrejak, người lãnh đạo quân đội Ba Lan từ năm 2018 đến năm 2023, cảnh báo rằng chiến thắng của Nga ở Ukraine có thể gây ra những tác động an ninh nghiêm trọng đối với khối quân sự do Mỹ đứng đầu, đặc biệt là đối với các nước có chung đường biên giới với Nga. Sau chiến thắng của Nga ở Ukraine, chúng ta sẽ có một lữ đoàn Nga ở Lviv, một ở Brest và một ở Grozny. Ông Andrejak nói theo tờ Bild của Đức, đề cập đến các thành phố Tây của Ukraine và Belarus. Ông nói thêm rằng, trong kịch bản này, Ba Lan và Litva sẽ bị lực lượng Nga bao vây một cách hiệu quả. Về vấn đề này, ông Andrejak nói rằng Nga nên bị ngăn chặn khả năng tấn công. Nếu họ tấn công dù chỉ một inch ở lãnh thổ Litva, phản ứng sẽ đến ngay lập tức. Không phải vào ngày đầu tiên mà là ở phút đầu tiên, chúng ta sẽ tấn công tất cả các mục tiêu chiến lược trong bán kính 300 km. Chúng tôi sẽ tấn công trực tiếp vào Saint Petersburg. Theo vị tướng này, Ba Lan phải chủ động ngăn chặn Moscow. Nga phải nhận ra rằng một cuộc tấn công vào Ba Lan hoặc các nước ở vùng Baltic cũng đồng nghĩa với việc kết thúc cuộc tấn công đó. Đó là cách duy nhất để ngăn chặn Điện Kremlin khỏi hành động gây hấn như vậy. Để đạt được mục tiêu đó, Ba Lan hiện đang mua 800 tên lửa có tầm bắn 900 km. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần bác bỏ ý kiến cho rằng Moscow có bất kỳ kế hoạch tấn công NATO nào, gọi những suy đoán như vậy là vô nghĩa nhằm mục đích đe dọa và tẩy não khán giả phương Tây. Ở một diễn biến khác, Rodion Mirosnik tuyên bố chuyến công du các thủ đô châu Âu của Tổng thống Ukraine Zelensky là vô nghĩa vì các quốc gia này không có ý định cung cấp viện trợ cho Kiev mà không có Mỹ. Vào đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố ông sẽ không tham dự cuộc họp dự kiến tổ chức vào ngày 12 tháng 10, trong đó quy tụ các nhà tài trợ vũ khí phương Tây và các quan chức Ukraine tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức để giám sát việc ứng phó với cơn bão Milton tại Mỹ. Sau quyết định của ông Biden, cuộc họp bị hoãn lại hoàn toàn mà không có thông báo về ngày tổ chức khác. Ông Mirosnik, người được Bộ Ngoại giao Nga giao nhiệm vụ thu thập những bằng chứng về cáo buộc tội ác chiến tranh của Ukraine, cho rằng cuộc họp đã bị hủy vì ông Biden và các nhà lãnh đạo châu Âu không thống nhất được về cơ chế chia sẻ và cung cấp cho chế độ Kiev. Nhà ngoại giao Nga viết trong một bài đăng trên Telegram, ông Biden không tìm thấy điều gì tốt hơn là ở lại Mỹ và cứu đất nước khỏi cơn bão. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng quyết định rằng bờ biển Mỹ không thể được bảo vệ khỏi cơn bão nếu không có ông ấy. Sau khi cuộc họp ở Ramstein bị hủy bỏ, ông Zelensky tuyên bố ông sẽ thực hiện chuyến công du châu Âu kéo dài 36 giờ để quảng bá cái gọi là kế hoạch chiến thắng của mình trong cuộc xung đột với Nga. Ông đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris và Thủ tướng Anh Keir Starmer tại London và sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Italia Giorgia Meloni trong hôm 11 tháng 10. Ukraine hiện chỉ còn kiểm soát 1/2 thành phố Donetsk, có tầm quan trọng chiến lược ở phía đông nước này. Theo Kiev Independent, dẫn lời tin từ quân đội Ukraine cho hay, trong vài ngày qua, 8 cuộc giao tranh đã xảy ra xung quanh thành phố, trên đồi ở khu vực Donetsk này. Quân đội Nga vẫn đang chạy đua với thời tiết, cố gắng giành được thêm nhiều thị trấn nữa ở phía đông Ukraine trước khi mặt đất trở nên lầy lội vào mùa thu và nhiệt độ sẽ giảm mạnh. Người đứng đầu cơ quan hành chính quân sự của Torres, Vasin Chinchik, nói rằng khoảng 40-50% thành phố dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine, trong khi phần còn lại đã bị Nga chiếm giữ. Theo ông Chinchik, khoảng 1.150 người vẫn ở lại thành phố và cuộc sơ tán vẫn tiếp diễn. Alexander, một người lính pháo binh thuộc lữ đoàn phòng thủ số 109 của Ukraine, được triển khai tới Donetsk nói rằng, tôi cho rằng thành phố này sẽ không trụ được lâu, đang thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. Chuyên gia quân sự Ukraine Mikhailo Zirokhov nói rằng, tình hình rất tệ. Nếu bộ chỉ huy không gửi quân dự bị đến trong tương lai gần, tình hình sẽ rất khó khăn, nếu không muốn nói là thảm khốc. Giao tranh dữ dội diễn ra từ nhà này sang nhà khác ở Donetsk, một thành trì của Ukraine. Trong 2 năm đầu của cuộc xung đột Nga-Ukraine, thành phố này được giấu kín trong một phần yên tĩnh trên tiền tuyến cho tới khi quân đội Nga bắt đầu tấn công nó vào tháng 6. Quân đội Ukraine đã thừa nhận tình hình ở Donetsk đang xấu đi. Theo tuyên bố ngày 7 tháng 10 của phát ngôn viên quân đội Ukraine Anastasia Bonovnikova, binh sĩ Nga đã tiến vào vùng ngoại ô phía đông
và đang cố gắng tiến về vùng trung tâm ở phía tây thành phố. Hồi đầu tháng này, Ukraine đã để mất Vuhleda, một thành phố nằm cách Donetsk khoảng 80 km về phía tây nam, cũng ở vùng Donetsk. Về phía Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin tuyên bố Nga không nhận được hay nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào từ Ukraine ám chỉ Kiev ngừng bắn như báo chí phương Tây đưa tin. Ông Dmitry Peskov hôm 10 tháng 10 đã chính thức lên tiếng bày tỏ quan điểm của Moscow sau khi nhật báo Corriere della Sera của Italia đưa tin trước chuyến công du Rome sắp tới của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Kiev đang hướng tới một lệnh ngừng bắn dọc tiền tuyến hiện tại với Nga để đổi lấy sự đảm bảo an ninh từ các đồng minh phương Tây. Theo hãng tin RIA Novosti, ngày 10 tháng 10, dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin nhấn mạnh đã có rất nhiều suy đoán và bình luận về vấn đề này trên các phương tiện truyền thông. Cũng như trước đây, không ai có hành động gì liên quan đến khả năng ngừng bắn. Cùng ngày, Dmitry Litvin, cố vấn truyền thông cho Tổng thống Ukraine Zelensky, cũng bác bỏ thông tin do Corriere della Sera và Bloomberg đăng tải. Chúng tôi có kế hoạch hòa bình, nêu rõ những gì Ukraine coi là hòa bình công bằng. Cho đến nay, trong các tuyên bố công khai của mình, ông Zelensky vẫn quả quyết, bất kỳ cuộc hòa đàm nào với Moscow chỉ có thể bắt đầu sau khi quân đội Nga rút hoàn toàn khỏi tất cả các vùng lãnh thổ Ukraine đã lọt vào tay Moscow kể từ năm 2014. Ngược lại, Nga coi kế hoạch hòa bình của Ukraine là phi thực tế, đồng thời yêu cầu Kiev phải có cam kết mang tính ràng buộc pháp lý về việc sẽ trung lập. Sau các cuộc thảo luận, nội các an ninh của Israel chưa quyết định được việc cách đáp trả vụ tấn công bằng tên lửa của Iran. Theo kênh CNN, thông tin trên do một quan chức tiết lộ vào ngày 11 tháng 10. Quan chức này cho biết thêm rằng khác biệt giữa các quan điểm của Mỹ và Israel đang dần thu hẹp. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố rằng phản ứng của Israel đối với cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào ngày 1 tháng 10 chỉ nên ở mức độ tương xứng. Ông cũng không ủng hộ ý tưởng tấn công vào cơ sở hạt nhân Iran. Ngày 9 tháng 10, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về biện pháp đáp trả Iran nhưng không công bố chi tiết. Trong khi đó, ngày 10 tháng 10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố chính quyền Tehran sẵn sàng cho mọi kịch bản trong bối cảnh tương lai bất định của cuộc xung đột ở Trung Đông và Israel đang lên kế hoạch trả đũa. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Jazeera, ông Araghchi nhấn mạnh, chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi kịch bản, song chúng tôi không tìm kiếm xung đột hay leo thang tình hình. Israel có thể thử cách quyết tâm của Iran. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Iran, Israel đang tìm cách mở rộng phạm vi xung đột trong khu vực và đang cố gắng lôi kéo Tehran vào một cuộc đối đầu công khai. Trước đó một ngày, một quan chức cấp cao của Iran cho hay Tehran đã cảnh báo các nước vùng Vịnh Ba Tư không cho phép Israel sử dụng không phận hoặc căn cứ không quân trong trường hợp Israel quyết định trả đũa Iran. Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 11 tháng 10 nhấn mạnh rằng việc Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran sẽ là một hành động khiêu khích nghiêm trọng. Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10 tháng 10, căng thẳng giữa Iran và Israel đã kéo dài trong nhiều năm qua và hiện tình hình này lại nóng lên khi các cơ sở dầu mỏ và hạt nhân của Iran trở thành tâm điểm chú ý. Những tuyên bố từ các quan chức Mỹ, bao gồm cả Tổng thống Joe Biden về khả năng Israel sẽ tấn công Iran đã làm gia tăng sự quan tâm đối với các tài sản chiến lược này, vốn có tầm quan trọng đối với kinh tế và an ninh của Iran. Iran sở hữu một trong những trữ lượng dầu mỏ và khí đốt lớn nhất thế giới, với khoảng 208 tỷ thùng dầu và 34.000 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên. Trong khi chịu các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt từ Mỹ và phương Tây, nền kinh tế Iran vẫn phụ thuộc mạnh mẽ vào ngành dầu khí. Điều này khiến cho các cơ sở năng lượng của Iran trở thành mục tiêu hấp dẫn trong bất kỳ xung đột nào trong khu vực. Một trong những trung tâm quan trọng nhất là đảo Kha, nằm ở Vịnh Ba Tư. Đây là nơi tập trung bể chứa dầu lớn do Công ty Dầu khí Quốc gia Iran NIOC quản lý và là điểm xuất khẩu dầu chính của quốc gia này. Với vị trí chiến lược chỉ cách bờ biển Iran 25 km, đảo Kha đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì hoạt động thương mại dầu mỏ và gián đoạn tại đây đều có tác động lớn đến nền kinh tế Iran cũng như thị trường dầu mỏ thế giới. Nhà máy điện hạt nhân Bushehr do Nga hỗ trợ xây dựng là nhà máy hạt nhân đầu tiên và duy nhất của Iran do nó cung cấp khoảng 1.000 MW điện và nằm ở bờ biển Vịnh Ba Tư, một vị trí có ý nghĩa chiến lược lớn. Iran đã bày tỏ mong muốn tăng công suất của Bushehr lên 3.000 MW.
Điều này có thể làm gia tăng sự lo ngại từ phía Israel và các nước phương Tây. Mới đây, Nga xác nhận cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi cho Điện Kremlin các thiết bị xét nghiệm COVID-19 trong những ngày đầu của đại dịch. Theo hãng tin CNN, xác nhận được đưa ra sau khi cuốn sách mới ra mắt của nhà báo kỳ cựu Bob Woodward tiết lộ thông tin trên nhưng bị ông Trump phủ nhận. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên vào ngày 10 tháng 10 rằng chính quyền của ông Trump đã gửi cho chúng tôi một số bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19. Tuyên bố này về cơ bản ủng hộ những thông tin mà nhà báo Bob Woodward đưa ra. Nhà báo Bob Woodward đã viết trong cuốn sách War, Chiến tranh mới ra như sau. Ông Trump đã bí mật gửi cho Tổng thống Nga Putin một loạt máy xét nghiệm COVID-19 Abbott Point of Care để sử dụng cá nhân. Tổng thống Nga còn nói với ông Trump, đừng nói với bất kỳ ai là ông đã gửi những thứ này cho tôi. Ông Trump trả lời, tôi không quan tâm. Tổng thống Nga nói thêm, đừng, tôi không muốn ông nói với bất kỳ ai vì mọi người sẽ nổi giận với ông, chứ không phải tôi. Họ không quan tâm đến tôi. Ông Peskov không xác nhận liệu những dụng cụ xét nghiệm đó có phải dành riêng cho Tổng thống Putin hay không. Vào thời điểm đó, đại dịch đang bắt đầu và tình hình rất khó khăn đối với tất cả các quốc gia. Tất nhiên, ban đầu các nước đều cố gắng trao đổi các lô hàng viện trợ với nhau. Khi đó, Nga gửi một lô máy thở tới Mỹ và người Mỹ gửi cho chúng tôi một số bộ dụng cụ xét nghiệm vì đó là những mặt hàng độc nhất. Nhiều quốc gia khác cũng làm như vậy. Xác nhận của Điện Kremlin dường như trái ngược với lời phủ nhận của ông Trump đối với những tuyên bố của nhà báo Woodward. Ông Trump nói với hãng tin ABC News, Bob Woodward là người kể chuyện, một người tệ hại, ông ta mất trí rồi. Trong một bản tuyên bố riêng rẽ, người phát ngôn của ông Trump là Stephen Chiong nói, tất cả những thông tin mà nhà báo Woodward đưa ra là bịa đặt, không đúng sự thật. Vào những tuần đầu tiên hỗn loạn của đại dịch COVID-19, chính quyền của ông Trump đã bị chỉ trích vì mua vật tư y tế từ Moscow. Động thái này được các chuyên gia mô tả là một chiến thắng tuyên truyền cho Điện Kremlin. Theo hãng tin BBC, cuốn sách có nhan đề Chiến tranh, War tiết lộ, ông Trump đã bí mật giữ liên lạc với Tổng thống Nga kể từ khi rời nhiệm sở. Nhà báo Ukraine viết, khi virus corona bắt đầu lây lan vào năm 2020, ông Trump đã gửi cho ông Putin một lượng không xác định các thiết bị thử COVID-19 và người đứng đầu Nga đã yêu cầu Tổng thống Mỹ khi đó không tiết lộ cho ai vì nó sẽ làm mọi người nổi giận. Tuy nhiên ông Trump trả lời, không quan tâm nếu có ai biết điều đó. Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã bác bỏ những thông tin trên, đồng thời khẳng định những câu chuyện đó là bịa đặt. Người phát ngôn của chiến dịch tranh cử, Stephen Chiong nói, cựu Tổng thống Trump không xem quyển sách rác đó và cho rằng Woodward là một gã nhỏ bé nóng tính, rõ ràng là rất khó chịu vì cựu Tổng thống Trump đã kiện ông ta vì công bố trái phép các bản ghi âm mà ông ta đã thực hiện trước đó. Nhà báo Woodward nổi tiếng vì vạch trần bê bối Watergate khiến Tổng thống Richard Nixon phải từ chức, đã viết một số cuốn sách bán chạy nhất dựa trên quyền truy cập vào các nguồn cấp cao. Cuốn sách mới của nhà báo này quy kết cựu Tổng thống và người đứng đầu nước Nga Putin giữ liên lạc là do một phụ tá của ông Trump, người không được nêu tên trong cuốn sách. Theo một bài viết trên tờ The New York Times, cuốn sách mô tả một cảnh trong đó một phụ tá của ông Trump được lệnh rời khỏi văn phòng của ông tại Mar-a-Lago để cựu Tổng thống có thể gọi điện cho Tổng thống Nga Putin. Người phụ tá giấu tên này được cho là đã tiết lộ ông Trump và ông Putin có thể đã nói chuyện với nhau 6 đến 7 lần kể từ khi ông Trump rời Nhà Trắng vào năm 2021. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.